chưa có những cầm đấy à? Sao chưa phải cầm? Còn bây giờ chắc là mình phải xuống hết. Ra khỏi bây giờ xuống rồi. Không phải vào cái phòng này đâu. Không, chẳng biết đâu, biết đâu nhớ để kiểm tra cái sao, cái sao, cái sao. Đây là chỉ có người vào 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 đây là chỉ ai vào đầu đấy anh này trời ơi mày tôi là như cái làn da ở đấy này ra đây nhìn này thấy mà mình đẹp quá chụp kiểu ảnh vậy chụp gần đi đâu tóc này quả này của mình kinh điển cái tóc này kinh điển kéo dừa bên xe cả nhà ơi. Ủa, đúng rồi. 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 Đúng dạ không có những cái mà đây này có nhà ở đây nhìn chưa? Vâng. Cô đây đổ. Có nhà ở đây. Đã xử lý được cái vé chưa chị Muối? Nhà ở đây chắc là của dân nhà ở kỹ thuật đấy người ở đây kỹ thuật đấy này đấy mà. Họ làm ra điều này đó. Nhà chắc là ở đây được. Họ làm ra ở đây. Vâng vâng vâng. Sao chị Lan ơi? Chị kiểm soát xe an toàn nhà mình xuống bao nhiêu người rồi? Phải xuống hết chị Muối xuống xuống được. Vì đoàn nhà mình đăng ký là 39 ghế mà. Vậy bố ai mà biết được? Ở trên đây bao nhiêu người rồi? Chẳng sao mình kiểm được mấy xe ra mua hai vợ chồng mấy người cơ mà. Hai vợ chồng cái này đáng thì bàn diện các thứ cơ mà đông lắm. Chị nghĩ là hết rồi. Chị cứ nói là hết rồi, xuống hết rồi. Ừ, mình có cái gì nó chứng minh đâu, vừa bảo xuống hết rồi. Không. Chị đoán vậy. Nó xuống hết rồi chẳng sao, vì tí người bé coi như người bình thường đi. Đang nào chẳng phải, đang nào chẳng xuống hết. Không, nhưng mà tí nữa nếu mà đoàn mình còn bé nó lại khổ. Sao lại khổ nữa nhờ bác giờ hơi. Có đó. Lông chuẩn chuẩn bút đấy. Người ta kiểm soát được bởi vì là mình đi qua mình cho vé vào thẻ từ mà. Ừ, đấy. Nó kiểm soát được hết mà. Bà chỉ cho được đâu chị ơi, mọi người xuống hết rồi. Có bác Bạch, có bác Bạch. Bác Bạch bản thân mình không cầu nó chết được. Ngày nào mất vé chị? Ngày nào đâu? Ngày nào mất vé? À, đâu có vậy. Hai bà mất vé chứ. Cả hai bà mất vé. Có ba người chưa xuống á. Người đặt chốt xuống phải bỏ hết đi đồ cho mình này, cái này,
nó chích vé thấy được 13 người trong đấy. Thôi thì đã bà Hợp ra xuống đâu, hai vợ chồng bà Hợp xuống đâu. Không xuống rồi lại là báo ai. Bà đâu gọi bà Hợp đi. Phòng chị ấy. Thế thì em không thấy phải xuống dưới lòng vòng nữa. Thế thì còn 13 người nữa chưa xuống mà mà. Hợp với bà Diện. Tao đi trước rồi, chị nghĩ vậy. Xung quanh những em đi ở đây cũng mất vài người thôi chứ không phải đi theo nhiều người đâu. Ở trong cabin của em chỉ có vài người thôi. Mà trước phải nói nhưng mà con người đi đi hợp đi trước thế này có biết đoàn em cả cái này 8 9 10 nó chênh được. Trong cabin của mình có người số đã chảy. Ờ bảo là hỏi những người xung quanh rồi quanh ở đây mấy người rồi. Mấy em có người chưa hỏi nghĩ hỏi là xem mà còn ai ở trên núi không ấy. Còn ba người em. Còn có ba người đấy là xung quanh còn rất là thứ nhất là trước còn bây giờ ba nhỉ. Vậy mà mình nói dối làm sao được. Chị Hoa ơi, bây giờ muốn nhanh ấy, bắt đầu tí nó xuống cá treo vào cái chỗ đấy. Mình tập hợp hết lại đây chi, xong mình đếm bao nhiêu người. Ừ. Những người... Sao Hoa này chạy xuống Hoa đi chụp ảnh mẹ hết. Đúng rồi, họ sẽ ra trước, họ không chờ mình đâu. Thế tóm này là đoàn của mình, đoàn quân gì của ai thì người đấy gọi ấy. Phòng mình đủ hết rồi. Chị Hợp thấy ra xong quá. Ừ, chị nghĩ là Hợp ra rồi. Xong rồi, quay mất tích. Có không mất tích vậy? Chị thớm đâu? Chị thớm chưa? Có một thời điểm mà chị đi một mình. Bé em gọi đoàn 18 đi là hàng. Bé em gọi để chị thớm với bác. Thế hoài không ngưng một người nào xung quanh cả. Đi một mình xong rất là xong. Em có phải nhìn thấy một người quen. Chị đâu rồi? Đấy là chị bắt đầu đúng rồi à? Chùa xong rồi nó đi khoe. Chị ngồi ở ghế nhà mình đấy thì có bao nhiêu người? Thì là cái vào đấy phá sân chùa luôn, không biết nó đi được nào. Mà chị xuống trước thì đấy mà dưới xin được bao nhiêu người. Xong chị đi ra là không còn ai nữa. Nhưng mà bao nhiêu người? Chùa chị chẳng biết đường nào mà đi nữa. Mày có ra nhìn đoàn nhà mình mà. Anh đi ngoài bắt xuống chưa? Không biết được á? Vâng, tại vì là mấy người mất vé mọi mấy người tập trung vào đấy nhé. Những người mất vé xuống được. Tập trung vào cổng vì là trên nó sẽ tâm vẫn chưa được xuống mà mấy đứa mà cái mùi nó bị mất vé. Giống lại mất vé nên mọi người còn phải trách lại nên là mọi người đứng ở tập trung vào đấy. Mấy người mất vé đang vẫn ở chỗ bán vé hả? 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 Đi bộ đúng không? Đi bộ đây. Họ là tình họ không mua. Mấy này người ta mua một chiều thì sao? Mua vé một chiều lên thôi. Chiều. Alo bố à? Có chứ. Đấy, mà đôi khi họ chỉ mua vé lúc lên lúc xuống đi. Đó là đi bộ á. Chứ có những người người ta đi leo núi chuyên nghiệp thì người ta mới đi bộ. Chuyên nghiệp cái ngày rưỡi. Công ty đại chi của mình để đi đăng máy trong người. Ngày rưỡi. Ngày rưỡi mà chẳng chơi người thế nào. Nhưng mà cái đấy là người ta có tổ chức thay mặt. Những người mà người ta leo núi là người ta có tổ chức và người ta có đăng ký. Chứ không tự ý mình leo đâu. Tóm lại là những người trên đấy không ai người ta kiểm soát được là có mua vé hay không. Cứ phải cầm vé trong tay thì mới là người mua vé. Ai người ta kiểm soát được. Vé không cầm trong tay thì ai người ta biết được đấy là ông mua vé ông ấy mượn vé thôi. Về chưa? Đi với lại tập thể. Mày nói họ không tao không mua lại thì mình bắt dân chắc kiểu này phân phối thế nào. Đó, người ta sợ người đắt nữa chứ. Ví dụ như bảo muốn 200 rồi đấy, 800 nghìn chẳng đây. Người Trung Quốc bảo nước mắt là phải mua được những người đấy phải bỏ tiền ra. Từ người trên trời họ rơi xuống. Để mà đi cái này được nhé, để xây luôn. Không thể bỏ tiền nữa, thôi chỉ cần làm. Cả đoàn chậm lại. Đi đâu có cái vé để rơi của nó chứ. Sợ lươn lẹo đi không chỉ đi mua mua vé của vé. Chị ơi chị xuống chưa? À xuống dưới rồi chị. Chị ơi tập trung ở cái chỗ cửa đấy nhá để đi đông tung nữa. Phải người còn kiểm người bởi vì là trên này mất mấy người không mất vé nên là phải kiểm đủ người. Anh lấy xe đâu có cho người trên này xuống đấy. Xuống rồi thế anh ấy xuống. Anh lấy xe thôi. Ừ đấy thì các chị đứng ở đấy đừng đi ra ngoài nữa nhá. Đây là hoa gì? Ai ai không nói ốm. Bỏ quá đi. Nó lại ốm. Nước nhỉ? Quỳ đâu? Nước thì rơi đấy chẳng làm có rơi được gì đâu. Thật đấy. Rơi đấy chẳng làm. Các chị lại mua vé đi lên đó. Rơi đó. Hay vậy. Một đầu này nó chích không? Chưa gặp lỗ mà. Một cái kiểu ba bát cơm này hôm nay chị ăn biết bao nhiêu cơm của đây à, đi xuống đây là những cái hoa đỗ quyên này này. Cao mà chụp đây này. Anh cầm một cái hoa trắng trắng
kia cái nhà ga tận kia. Anh cầm vào tay. Qua trả người Trung Quốc không biết. Ra đây chắc là để nào. Chị kia, cái này nhà ga là biết rồi. Mà cái kia là nó phải đi qua mấy trạm sâu kia nữa kìa. Đây là các xe này. Bây giờ tôi làm như này. Ba cái cáp nhìn anh ấy đã xuống rồi. Mười lăm lên đỉnh đấy. Có làm lên ba. Em tính nữa mà hỏi đi. Giờ ai mới đâu? Mà em thích đi nữa. Làm gì? Nhanh vậy? Đá chưa? Đá xuống. Để em hỏi. Mọi người đây vẫn đang là lơ mơ ở trên mây. Tính nữa, tính nữa. Xuống sân thì không có. Về nhà chồng phải tắt bàn tắt với tỉnh không có người ngồi đây bàn tắt tiền chị Sơn chẳng nghe hỏi em á. Alo anh Tâm à? Đấy nhá. Anh ơi, thì bây giờ em đang ở trên cáp thì em chỉ biết là cái cáp của em có 10 người thôi. Bây giờ em phải xuống dưới xong em mới tập hợp lại được thì em mới báo anh được. Xem ai đang ở dưới. Ok. Vâng, 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 ok. Nhưng mà chắc chiều nay ông ấy... Ừ. Nhưng ai có rồi chỉ tích vào đi. Học xuống rồi. Mấy lần. Vậy tập trung vào khoai. Chiên rồi này. Hoa trắng trắng này. Chiên rồi này. Trần lan rồi này. Học có rồi xuống này hả? Rồi. Vợ chồng học xuống rồi. Nhạc rồi. Bác Níu xuống rồi. Ô Mi xuống rồi. Nhạc rồi. Từ nói người nói thôi. Từ từ đã. Mi Níu. Từ từ đã. Mi nào đấy nhỉ? À có một Zoom này, có một Zoom tư vấn này. Cũng đi sơn đâu. À. Mình Zoom con nhà bà Zoom biết xuống đi chờ cái điện. Níu xuống rồi hả? Ăn níu xuống rồi. Không hả? Con mà mình này Dương không gọi đâu, đây là ăn cứu xuống của Dương ấy, nói đến nhân nơi nó mới đi thay lái báo bảo máy bay. Anh Tâm bảo là bây giờ check nó cứ check liên tục, bây giờ vẫn còn người trên núi. Thế. Mẹ. Là... gọi cho bà Dương xem nào, có bà ấy liên lạc với con dâu bà ấy xem nào. Bà ấy tìm con là Nguyễn Thị Nhẹn xuống chưa nhỉ? Rồi. Con Dương nữa. Đầu đấy. Nó con Dương nhỉ? Ừ. Được mòn cái nhé mấy anh. Cái cửa đó là này. Đây là nóng cả cái nào này. Đốt cái vậy. Nhà bà Diện xuống rồi đấy. Ông Sơn. Vũ Văn Liêm xuống rồi. Ok. Ở cái đường mòn như là nhỉ? Mơ xuống rồi. Mơ là nhà đứa con đấy, ông chồng đấy. Đấy, ông Hà đúng rồi. Bà Diện rồi. Mơ nhà xuống rồi. Đây à? Có một cái điểm nào? Chiên đơn gì? Huệ nó báo luôn đi. Huệ. Minh Huệ. Mình đi giày rộng mấy nhưng mà thấp xuống nào cái đầu như này, ngón này của mình nó cao hơn hẳn các ngón khác. Loan loan qua nhìn Loan xuống. Loan xuống chưa nhỉ? Chưa hả? Chưa thấy con Loan đâu. Đang quậy. Nhé có số của Loan à? Không có. Phạm Thị Khích là ai? Khích thì chịu gọi của không. Bà Khích chơi xe. Đúng rồi, bà Khích chơi xe này. 9, 4, 6. Bà không đi xe mà bà chỉ về thôi. Ở đâu với cấp cho là bị bắt chặn máy bay chuyển chuyển nó phải giải cứu. Đường mòn xuống chưa? Đường này cái đường mòn này. Đúng rồi, hỏi anh Liễu này. Đi nhiều. Đi kinh nhiều. Trên máy bay là cho được hai kẹo này. Chắc bọn đi cửa thơ. Chán rồi. Không. Đi nhiều hiểu hết. Mi Mi em điện cho chị Mi. Mi ơi, cô rồi. Xuống rồi. Lên nơi chưa? Chết. Cô đang ở đầu đường, cô ngồi vô chờ nhá. Đây này. Cô phải chờ đấy, mọi người bây giờ đang xuống cắt treo rồi, cô phải ngồi ở chỗ đầu xe cô chờ đấy nhá. Đường mòn này. Mi xuống rồi, xuống đầu xe rồi. Đường mòn lên đấy. Và đi nhiều. Đang bỏ lên đấy. Mi xuống ở trên. Eo ở trước tổ cô rất là giỏi. Cô
leo được đường mòn này nên là chỗ đấy là giỏi. Này biết thì liên. Anh mình lấy chụp ảnh và cần chụp thực tế để bỏ thôi em. Anh cũng thấy bỏ. Anh không có bỏ đâu. Có số đấy. 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 Cái này là chỗ nào? Anh ơi, anh đang xuống chưa? Anh đâu rồi? Bên dưới sảnh đúng không? Anh xuống rồi, dạ bên là giọng siêu thị. Vâng, anh cứ ở đấy nhá, mọi người đang điểm danh này. Vâng. Siêu thị nào? Bây giờ anh phải đi ra cắt treo đi chứ. Anh xuống cắt treo chưa? Đi. Vâng, vâng, anh xuống rồi nhá. Đợi xe. Nhớ cái tổng ở đây này. Ở hỏng này. Thì ra đây, lấy tiền ở cái làng này, đồng bằng cái làng này. Đáp qua sẽ đi làm ăn đấy, bên đồng kia có gì. Chắc đây là một cái làng gì ở cái làng này. Chắc cái làng này là mới có 10 cái số nữa đó. Mình phải vào sau hơn. Sau 3 nữa phải đi làm cái làng. Cái này mà vào cái mùa ấy nó có 2 bàn gì nó ngồi trong hỏng. Dung nào đấy chị? Cô đứng đây cô chờ mọi người nhá. Có cái đường vòng cho mình cắt cắt. Vâng, các cô nhớ phải tập trung. Vâng, các cô phải tập trung vào đấy nhá. Đang bị lẫn người đây này. Nguồn này không có gì. Nguồn này người dân vẫn chưa làm gì. Chấm nhà số rồi. Ông nào đây? Chấm Thanh Tú, Thái Bình 3. Lấy chồng cái này rồi, cái bà này.
Con tôi đi có mấy đứa đâu, gái lấy chồng cái này.